gọi là hư không hư tử gì? Dứt khoát gọi là hư không cho rồi. Đừng giống như Thiên Cơ đạo trưởng, chuyên đi gạt ăn gạt uống. Đúng vậy. Ê, tại sao đánh ta? Ta đánh huynh làm cái gì chứ? Ê, sao huynh lại đánh ta? Ta không có. Đạo trưởng quả nhiên lợi hại. Đạo trưởng, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, xin đạo trưởng đao hạ lưu tình. Đạo trưởng, đã có manh mối của Bi Đạt Ma hay chưa? Bần đạo tối qua quan sát thiên tượng, thấy sông tinh bán nguyệt, đây là dấu hiệu từng bảo vệ Bi Đạt Ma suy yếu, cho nên cảm nhận được nơi nó tồn tại. Và hôm nay vào lúc chính ngọ chính là lúc tường bảo vệ Bi Đạt Ma suy yếu nhất. Chỉ cần bần đạo thi triển pháp thuật, tướng quân có thể thấy được Bi Đạt Ma đó. Đây cũng là nguyên nhân bần đạo dẫn tướng quân tới đây vào lúc này. Thì ra đi tìm Bi Đạt Ma cũng phải thiên thời địa lợi. Ha, chuyện này là đương nhiên. Hãy chờ bần đạo làm phép. Phất trần tự sẽ đưa chúng ta tới đó. Xem ra tên yêu đạo này quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng Bia Đạt Ma này đã ẩn giấu trăm năm nay, chắc cũng sẽ không dễ dàng bị bọn chúng tìm ra được đâu. Bia Đạt Ma này có thật là sẽ xuất hiện ở đây không? Ở đây chính là thượng du của sông Trung Dương. Không ngờ là bia thánh này lại nằm ngay bên cạnh của chúng ta. Mời tướng quân. Trời đất biến sắc. Tên yêu đạo này quả thật có chút bản lĩnh, nhưng mà vẫn chưa thấy Bia Đạt Ma đâu. Tướng quân, ở ngay chỗ này. Ở đây sao? Không phải chứ. Có khi nào là đạo trưởng nhầm lẫn không? Đừng nói nữa. Sao bổn tướng quân không nhìn thấy gì hết vậy? Tướng quân, Bia Đạt Ma này chính là thần vật, có tường bảo vệ bảo hộ. Chỉ có người có trái tim thuần khiết lương thiện mới nhìn thấy được. Thuần khiết lương thiện? Người thế nào mới là thuần khiết lương thiện? Người thuần khiết lương thiện là con nít. Chỉ có con nít mới là người có trái tim thuần khiết lương thiện. Vậy thì chúng ta đi tìm đứa con nít không phải được rồi hay sao? Tướng quân, được dịch và lồng tiếng tại người tóm đại một đứa con nít dẫn tới đây. Con nít có thể thấy, nhưng tướng quân không nhìn thấy thì có ích gì? Tướng quân nếu như không tin, phải người đi thử là biết ngay. Bi Đạt Ma này vẫn là thần vật. Nếu như có người xấu như thất sát tới gần, nó sẽ có phản ứng rất lớn. Không phải trời đất biến sắc thì là động đất núi rung. Người xấu? Các ngươi còn không mau đi thử xem. Dạ. Tìm trước rồi. Quả nhiên là thần thú. Không được, nếu để bọn chúng đánh bại thần thú, vậy bọn chúng nhất định có thể tìm được Bia Đạt Ma. Còn là phế vật, tránh ra. Thần thú quả nhiên lợi hại. Tướng quân, thần thú thần lực vô biên,
Tướng quân tuy giỏi võ công, dù sao cũng chỉ là người thường. Ta thấy chỉ bằng quay về tính kế lâu dài tốt hơn. Tiên tổ, năm nữa đã đánh bại thần thú như thế nào? Áo giáp này ắt có quyền cơ. Tiên tổ, con phải làm sao để có được áo giáp thần lực này được chứ? Con phải làm sao? Được, chúng ta về. Tướng quân, đi. Cũng may có thần thú canh giữ, nếu không thì chắc chắn sẽ để bọn chúng tìm được Mi Đạt Ma. Không được, ta nhất định phải đem chuyện này mau chóng nói cho Phương Cự biết. Nha. Là ngươi? Tiểu Linh, Tiểu Linh, Tiểu Linh. Phương trưởng đại sư. Ê, Tiểu Linh, đa tạ Phương trưởng đại sư đã giúp con tìm được Tiểu Linh. Tiểu Linh, chúng ta về nhà thôi. Thiếu Lâm tự vẫn là Phật môn thánh địa, ngươi không thể đi lung tung được. Đây. Đa tạ Phương trưởng đại sư, con đi nha. Tiểu Linh, sao tự nhiên ngươi lại chạy ra đây vậy hả? Có phải là ngươi đang đói bụng không? Lần sau ngươi mà muốn ăn cái gì thì nói với ta. Mẹ ta đã nói bên ngoài người xấu nhiều, một mình đi lung tung sẽ bị bắt đi mất đó. Thiên mệnh thiếu niên xuất tung dương, với tấm lòng ngay thẳng hào hiệp, linh quỳ trước bia Đạt Ma xuất hiện, thuần khiết lương thiện trấn ma dương. Thì ra là nó. Ý trời mà, quả nhiên là ý trời. Phương trưởng, Thế Ngọc ở võ viện không gây phiền phức cho người chứ? Phương Thế Ngọc tuy có nghịch ngợm nhưng biết chừng mực. Có phương trưởng coi chừng, đệ tử yên tâm rồi. Phương trưởng, sư huynh của yêu đạo Thiên Cơ Không Hư Tử đã đầu quân cho Mạc Bá Thiên và giúp đỡ Mạc Bá Thiên tìm được nơi của bia thần Đạt Ma. Nhưng bia thần lại có thần thú canh giữ, cho nên tạm thời bọn chúng không thể nào tới gần. Phương trưởng, có phải chúng ta nên mau chóng phái người đem bia thần dời đi không, để tránh cho Mạc Bá Thiên một lần nữa cướp đoạt? Nhanh quá, mới đây đã tìm được tàn bia Đạt Ma rồi. Tàn bia Đạt Ma? Đó là tàn bia Đạt Ma mà trăm năm trước rơi xuống Ngũ Nhũ Phong. Nhưng bia thần Đạt Ma không phải vật tầm thường, sẽ không tồn tại trong đống bia tàn. Khi thời cơ tới, nó sẽ xuất hiện trở lại. Phương trưởng, ý của người chính là cái mà Mạc Bá Thiên tìm được không phải là bia thần thật sự, có đúng không? Nhưng cũng ẩn chứa bí mật được khai quật từ bia thần. Nhưng mà Mạc Bá Thiên vốn không phải là người thiên mệnh thì không thể tới gần tàn bia được. Với lại cần có thần chú canh giữ. Tất cả đều đã định sẵn. Người thường chúng ta nếu muốn di dời bia thần cũng không cách nào làm được. Khi nào bia thần muốn đi tự nhiên sẽ rời khỏi đó. Vậy chúng ta có phải nên mau chóng tìm được thiên mệnh thiếu niên để giải mã bí mật của bia thần Đạt Ma hay không? Tuệ Thông, còn nóng lòng quá. Tới nay thiên mệnh thiếu niên còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tìm được bia thần Đạt Ma cũng không thể giải bí mật. Hơn nữa, nếu bị Mạc Ba Thiên phát hiện ra thân phận, còn mang tới cho cậu ấy quả sát thân nữa. Phương trưởng, người nói như vậy có phải là người đã biết được thiên mệnh thiếu niên là ai rồi không? Lão nạp cũng chỉ mới biết mà thôi. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mặt. Tại sao lúc trước lão nạp lại không phát hiện ra? Là ai vậy? Thiên cơ không thể tiết lộ. Hay cho câu thiên cơ không thể tiết lộ. Phương trưởng,
Bây giờ Mạc Bá Thiên đang bị trọng thương, bế quan điều trị. Có lẽ đây là thời cơ tốt nhất để đi thích xác hắn. Tuệ Thông, đừng hành xử nông nổi như vậy, thời cơ chưa tới. Đa tạ phương trưởng đã chỉ điểm, đệ tử tự sẽ biết hành sự cẩn thận. Đừng có hành động nông nổi đó. A Di Đà Phật. Đủ màu đi. Ghé vô xem đi. Ghé mua đi. Tơ lụa đủ màu đi. Dù đi. Mua tơ lụa đi cô nương ơi. Dù đây, dù đây. Tơ lụa đẹp rẻ. Sư đệ, ta nhất định sẽ trả thù cho đệ. Đó là đủ màu, đủ kiểu. Đó là ánh sáng linh thú. Ánh sáng linh thú. Đứa bé đó rốt cuộc là ai? Bán trà lạnh đi. Bán trà lạnh đi. Hả? Đó không phải là mẹ sao? Sao mẹ lại đứng ở đây bày hàng bán trà lạnh vậy chứ? Trong nhà rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Mua trà lạnh đi khách quan. Ờ, Thúy Hoa, trà lạnh của cô ngon thì ngon, nhưng mà không thuận tiện mang theo. Ai... Thật không ngờ hôm nay còn chưa bán được chén trà nào nữa. Thế Ngọc, ê, sao con lại xuống núi rồi? Có phải là gây họa không? Mẹ, sao mẹ lại đứng ở đây bán trà lạnh, tiệm trà nhà mình đâu? Con trả lời câu hỏi của mẹ trước. Mẹ, con không có gây họa là vì trong lớp học có một bạn nữ tên là Minh Muội, cô ấy nổi giận cho nên bỏ chạy đi mất. Cô ấy không phải là người trong trấn mình. Sư phụ lo lắng cô ấy sẽ lạc đường cho nên mới kêu con ra ngăn cản cô ấy rời khỏi võ viện. Kết quả con đi chậm một bước để cô ấy bỏ đi mất tiêu rồi. Trời, cái gì? Thiệt tình tìm người quan trọng hơn. Được rồi Thế Ngọc, mẹ với con cùng nhau đi tìm ha. Mẹ ơi, con dọn hàng giúp mẹ. Minh Muội. Minh Muội. Minh Muội. Minh Muội. Minh Muội. Lôi Phủ. Nè, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nè, nếu trời mưa làm ướt hết gạo của ta là không xong đâu. Động tác nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Tên này người toàn mùi tiền, lại mập như heo, chắc là lôi lão hổ rồi. Tay chân nhanh lên một chút đi. Được rồi, được rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ông đây chắc là lôi lão già đúng không? Bần đạo là sư huynh của Thiên Cơ đạo trưởng Không Hư Tử. Thiên Cơ đạo trưởng? Hắn tới đây làm gì? Không lẽ là cũng tới đây gạt tiền mình sao? Chột dạ. Quả nhiên chuyện của sư đệ tên lôi lão hổ này cô biết. Bần đạo từng nghe tướng quân nói, trước kia lôi lão gia luôn rất chăm sóc cho sư đệ. Hơn nữa còn tìm được hung thủ đã hại sư đệ ta, cho nên lần này ta tới đây bày tỏ lòng cảm kích. Không dám không dám, đạo trưởng quá khách sáo rồi. Ở đây có một bảo vật không đáng là gì, mong là lôi lão già không chê. Bảo vật? Để cho tiểu thiếu gia nhà ông mỗi ngày soi vào một cái sẽ tăng trưởng trí óc. Cho tiểu hổ? Xin nhất định giao cho tiểu thiếu gia. Đạo trưởng khách sáo, ông khách sáo rồi. Kính này tên là kính Tây Dương, nó chính là một bảo vật hiếm có. Úi trời, soi cũng rõ quá trời nè, giống y như người thật à. Chính là người thật. Mong là lôi lão gia giữ kỹ bảo vật, bần đạo xin được cáo từ. Đạo trưởng, ông đi thông thả nha. Minh Muội.
Xin hỏi huynh có nhìn thấy một tiểu cô nương mặc y phục của võ diện Tôn Dương hay không? Không thấy. Trên người người đó sao lại có tà khí vậy? Giống y như tên yêu đạo. Dì ơi, tá của dì nè. Làm phiền con quá rồi, cảm ơn nha. Ý, Tôn Dương Trấn có bao nhiêu đây thôi, cô bé này chạy đi đâu được chứ? Thật khiến người ta lo lắng quá. Sư phụ nói rồi, tìm được người thì phải bắt trói đem về. Đúng là bậy bạ. Nữ tử làm sao lại có thể trói đem về được? Đó là dùng để đối phó với đám lì lợm cứng đầu như con. Sư phụ trên Thiếu Lâm Tự đối xử với nữ tử sao lại thô bạo như vậy? Thiếu Lâm Tự không có nữ nhân hả? Sao lại không hiểu nữ tử chút nào hết? Mẹ, Thiếu Lâm Tự làm sao mà có nữ nhân được chứ? Mẹ hồ đồ rồi, mẹ hồ đồ rồi. Mẹ, con với Khất Nhi đã hẹn rồi, cho dù có tìm được hay không cũng gặp mặt ở tiệm trà nhà mình. Nói không chừng Khất Nhi đã tìm được rồi đó. Vậy được, chúng ta mau về tiệm trà coi sao. Dạ. Mẹ, mẹ đã mệt lắm rồi, để con đẩy xe cho. Phương Thế Ngọc sao lại tới đây? Hình như là đi tìm mình rồi. Lôi phủ. Mẹ, chúng ta đi nhanh lên đi. Lão già, là Thủy Hoa. Ồ, đúng là Thủy Hoa thiệt ha. Đáng tiếc đạo trưởng không hư tử đi sớm một bước. Ê, sao cô ta lại đi chung với Phương Thế Ngọc? À, nhất định là Thiếu Lâm Tự thiên vị để Phương Thế Ngọc xuống núi gặp Thúy Hoa rồi. Ê, tìm người dạy cho họ bài học đi. Dạ. Bưng qua đây hai túi. Dạ. Không xong rồi. Rồi lão hổ, sau này xe của nhà ông phải coi chừng cho đàng hoàng, chạy lung tung ngoài đường rất nguy hiểm. Nếu như đụng trúng người ta thì ông phải đền tiền đó, có biết chưa? Lôi lão gia, đền tiền ông sẽ lại bị bầm mắt nữa đó. Sau này mà bị mắc bệnh lạ gì, cho dù là thần tiên cũng không có chữa được đâu. Chúng ta đi. Phương Tử Thiệp, người thiệt là lợi hại nha. Đa tạ cậu bé đẹp trai đã khen. Mẹ tin là con vào võ diện rồi chắc chắn cũng tiến bộ nhiều, chỉ là bây giờ chưa có chỗ sử dụng. Lần sau tới lượt con đó. Hey. Quản gia. Tôi đây lão già. Lão già, có sao không? Cái đồ vô dụng. Cái đồ vô dụng. Lão già tha mạng. Sao còn chưa tới tìm mình? Hỏng lẽ là hỏng đi tìm mình nữa? Phương Thế Ngọc nhất định là cùng một bọn với nữ nữ. Chỉ mong mình rời khỏi võ diện thôi. Gạo cải tươi ngon đây. Xin mời mua vô, mua vô. Đói bụng quá. Ơi, màn thầu đây. Ông chủ, cho ta hai cái bánh bao. Được. Hai cái, ba văn tiền. Được. Ây da, tiêu rồi. Lúc sống ở võ diện đều không phải xài tiền, làm gì có tiền chứ. Ông chủ, cho hai cái bánh bao, ngày mai ta sẽ trả gấp đôi. Không có tiền mà còn phách lối nữa. Đi. Ta không có bán cho ngươi đâu. Đi chỗ khác đi. Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi biết ta là ai không? Là ai? Ta chính là con gái của Võ Lâm Minh Chủ. Không lẽ sẽ ăn quỵt bánh bao của ngươi sao? Nữ nhân đúng là phiền phức thiệt, tìm cả ngày cũng không thấy. Nhìn trời chắc là sắp mưa rồi, không tìm được làm sao ăn nói với sư phụ đây. Thôi đi, không có tiền không có được ngồi đây. Đi. Ngươi... đi chỗ khác đi. Minh muội. Hồ Khắc Nhi. Ê, Minh muội mau đứng lại. Lôi lão hổ thu mất tiệm trà của chúng ta đúng là quá đáng mà. Nhưng mà con không được ăn hiếp Lôi tiểu hổ. Thằng bé đó khó khăn lắm mới vô được võ diện. Vẫn là một câu nói đó, Lôi lão hổ là Lôi lão hổ,
Lôi Tiểu Hổ là Lôi Tiểu Hổ. Dạ, con hiểu rồi mà. Sao Khất Nhi còn chưa quay lại nữa? Minh Muội mà đứng lại đi mà. Hả? Minh Muội. Minh Muội. Thì ra chính là cô bé này. Thế Ngọc. Mẹ, con tìm được Minh Muội rồi. Mẹ đừng lo, con nhất định sẽ trói được cô ấy đem về võ viện. Được, mẹ biết rồi. Con cẩn thận một chút. Ừ, đúng rồi Khất Nhi, giúp huynh coi chừng Tiểu Linh nha. Còn nữa, đi báo với sư phụ đi. Đuổi theo mệt muốn chết luôn đó. Minh Muội này thật giống như một tên điên vậy, chạy nhanh quá trời đất luôn. Ý, Minh Muội này hình như là có khinh công, cho nên con mới đuổi không kịp. Chỉ sợ Thế Ngọc cũng không thể nào bắt được nó đâu. Khinh công hả? Hèn gì con đuổi hoài không kịp. Nhìn trời này coi bộ cũng sắp mưa rồi. Nếu như tới tối rồi mà Thế Ngọc vẫn không đuổi kịp cô bé đó thì ở trong rừng thật sự sẽ có nguy hiểm. Hay là Khất Nhi, con mau quay về núi báo cho sư phụ biết. Dạ, mẹ nuôi, mẹ phải tự chăm sóc bản thân mình đó. Con đi trước đây. Được, con cũng cẩn thận đó nha. Ừ. Đây rốt cuộc là loại linh vật gì chứ? Vậy tiểu ca này cho hỏi. Hả? Đứa bé đó là ai vậy? À, đó là con trai nuôi của Phương Thí Hoa, tên là Hồ Khất Nhi, cũng là đệ tử của võ viện Thiếu Lâm đó. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Thì ra đó chính là Phương Thí Hoa. Hồ Khất Nhi cũng là đệ tử của võ viện. Coi bộ linh vật này đúng là không dễ lấy được. Võ viện bình thường phòng vệ nghiêm ngặt, bọn trẻ lại luôn luôn có người giám sát. Rốt cuộc mình phải làm sao mới lấy được linh vật này đây? Ê, sao mình lại quên mất hai tên chuyên bắt trộm trẻ con đó chứ? Đừng có chơi trốn tìm nữa. Sư phụ kêu ngươi về kìa. Minh Muội. Nữ nhân đúng là phiền phức. Trời cũng sắp tối rồi. Sao ngươi lại ở trên cây vậy hả? Mau xuống đây. Không tìm được ngươi, bọn ta không thể ăn nói với sư phụ đâu. Thì các người tìm ta là quan tâm ta, nhưng các người không coi ta là bạn bè của các người, càng không coi ta là bạn học của các người. Cũng mặc kệ ta có nguy hiểm hay không, các người đều ghét bỏ ta, không thích ta. Minh Muội, đừng khóc nữa. Trời đã sắp tối rồi, chúng ta về võ viện sẽ an toàn hơn đó. Đi đi, ta không quay về, ta không quay về, ta không quay về. Minh Muội, ngươi có từng nghĩ tới không phải bọn ta không thích ngươi, mà là ngươi không muốn chấp nhận bọn ta không? Nói gì cũng được, ngươi mau xuống trước đi, trên cây nguy hiểm lắm á. Đi đi, ta không cần ngươi lo. Sao còn chưa chịu đi? Trời sắp tối rồi, sao ta có thể để một cô gái như ngươi ở lại trong rừng được chứ? Bà cô ơi, coi như ta xin ngươi đó, ở lại đây nguy hiểm lắm, ngươi có thể xuống được không vợ? Đau muốn chết luôn. Chân của ta đau quá. Chân của người có sao không vậy? Chân của ta hình như bị trẹo rồi. Mau đứng lên để ta cõng người. Phương Thế Ngọc này với Minh Muội đi suốt hơn nửa ngày, sao còn chưa về vậy chứ?
Sao còn chưa về? Sao còn chưa về nữa? Đi đâu vậy chứ? Đi đâu mà lâu vậy? Sư phụ! Chuyện của Minh Muội sao rồi? Minh Muội chạy nhanh quá đi, càng bắt càng chạy, tụi con hoàn toàn không đuổi theo kịp. Bây giờ Thế Ngọc đuổi theo cổ, cũng không biết đã chạy đi đâu rồi. Không không, có phải chúng ta nghiêm khắc quá không? Minh Muội nữ nữ với Tiểu Yến Tử dù sao cũng là nữ nhi, chúng ta dùng cách của nam nhi để đối phó với tụi nó, như vậy có khi nào là quá nghiêm khắc không? Quỳnh coi đi, Quỳnh coi đi, cả ngày cái mặt nhăn nhó, hèn chi mấy tiểu cô nương bị huynh hù đến sợ luôn. Ta không phải ta đã hối hận rồi sao chứ? Ê, trời ơi, Thiếu Lâm Tự chúng ta chưa từng có nữ đệ tử, làm sao biết dạy kiểu gì? Để cho ta rút kinh nghiệm một chút cái đã. Không không, khoan rút kinh nghiệm, đợi tụi nhỏ quay lại đây rồi hãy rút. Được rồi, các đệ tử chúng ta đi tìm Phương Thế Ngọc thôi. Đi, các người đi đi, ta không muốn đi. Hế, Lôi Tiểu Hổ, con đúng là lười biếng. Bây giờ bạn học xảy ra chuyện, con còn tỏ thái độ như không có chuyện gì như vậy. Còn có tinh thần của Thiếu Lâm ta hay không? Thôi được rồi, được rồi. Tiểu Hổ, tinh thần Thiếu Lâm là đoàn kết tương trợ. Lát nữa nếu mà trời mưa, trên núi sẽ xuất hiện sạt lở thì sẽ nguy hiểm lắm đó. Thêm người thêm sức mạnh. Ta biết rồi, ta biết rồi mà. Phiền chết đi được, ta đi là được chứ gì. Hey, Minh Muội, không lẽ xảy ra chuyện thật sao? Nữ nữ tỷ tỷ, tỷ đi không? Không đi. Vậy muội đi đây. Trời mưa rồi. Ngươi là đệ tử của sư phụ, không có sư phụ nào không quan tâm đệ tử của mình. Ngươi vừa đi, sư phụ đã kêu ta với Hồ Khất Nhi đi tìm ngươi rồi, sợ ngươi bị lạc đường. Đừng có nghĩ không ai quan tâm ngươi, biết không? Ngươi nhanh lên, ta sắp lạnh chết rồi. Đúng là công chúa thiệt mà. Tiểu chủ nhân, người đang đi đâu vậy? Tiểu chủ nhân, Minh Muội, ngươi ráng lên đi, chúng ta sắp tới võ viện rồi. Lạnh quá. Minh Muội, ngươi có sao không? Tiểu chủ nhân. Tiểu Linh, ngươi ở đâu? Tôi ở đây. Tiểu Linh. Phương Thế Ngọc, ngươi sẽ bảo vệ Tiểu Linh phải không? Phải rồi, ta sẽ bảo vệ Tiểu Linh đàng hoàng, tại vì nó là đồng đội tốt nhất của ta mà. Cái khiên. Wow, lợi hại quá. Linh thú càng ngày càng mạnh, thiếu niên thiên mệnh của chúng ta cũng càng ngày càng lớn mạnh rồi. Rốt cuộc phải làm sao từ chỗ linh thú lấy được bí mật của Bi Đạt Ma? Ánh sáng tiến hóa của thần thú. Thật không ngờ, trong lúc bần đạo còn sống, lại có thể nhìn thấy ánh sáng của thần thú ra đời. Thần thú tiến hóa giống như rắn lột da phát triển, mỗi một lần đều sẽ phát ra ánh sáng tiến hóa. Nếu có được thần thú thì nhất định sẽ chiến thắng được thần thú bảo vệ Bia Đạt Ma.
tới chừng đó bia đạt ma sẽ là của ta rồi. À, cũng may xung quanh không có ai. Phim được dịch và lồng tiếng không biết là còn có ai nhìn thấy được ánh sáng thần thú không, nhưng mà đám phàm phu tục tử người trần mắt thịt cũng không nhìn ra được ánh sáng thần thú đâu. Nếu như để Mạc tướng quân biết sự tồn tại của thần thú thì thần thú có khác gì sẽ thuộc về Mạc tướng quân đâu. Không thể được, thần thú phải thuộc về ta. Ta không thể để Mạc tướng quân biết chuyện này. Thần thú tiến hóa phải có chủ nhân trợ giúp. Thần thú này rốt cuộc là thuộc về ai đây? Ta nhất định phải tìm được kẻ này. Không lẽ linh vật đó chính là thần thú? Hả? Không lẽ là hắn? Hắn? Ánh sáng thần thú tiến hóa. Con rùa nhỏ vừa nãy là ngươi hả? Ờ, nhưng thần lực của ta có hạn, cho nên không thể duy trì hình người quá lâu. Wow. Nhưng nếu sức mạnh tiến hóa được tăng lên, ta sẽ duy trì được lâu hơn nữa. Tiểu Linh, là người sao? Lợi hại quá à. Tiểu chủ nhân, bây giờ ta mệt lắm, ta muốn ngủ một chút. Vậy thì ngươi cứ ngủ đi. Ờ. Minh Muội. Nóng quá, không xong rồi, Minh Muội bị sốt rồi. Phải lập tức đi chữa trị, nếu không thì xảy ra chuyện đó. Minh Muội. Minh Muội. Thái Ngọc. Thái Ngọc. Thái Ngọc. Minh Muội. Minh Muội. Thái Ngọc. Thái Ngọc. Minh Muội. Minh Muội. Minh Muội. Vừa mới mưa xong, thật là lo cho mọi người quá. Khiêm Tân, hình như ngươi rất lo cho đám con gái lắm ha. Minh Muội, dù sao cũng là bạn học của chúng ta, một mình cô ấy tới võ viện, không có người thân, không có bạn bè, cũng không thân với chúng ta, một mình sẽ rất cô độc mà. Cô độc. Lôi Tiểu Hổ, không được gây võ viện. Huynh có sao không? Ngươi muốn gây sự hả? Tụi này tiếp đãi tới cùng. Đúng rồi, có phải ngươi ngứa đòn rồi không? Tới đi. Tránh ra. Chuyện này để cho ta tự mình giải quyết. Hùng Võ Kiệt, ngươi dám đổ oan cho cha ta, để ta cho ngươi nếm mùi hổ trảo. Lôi Tiểu Hổ, có bản lãnh thì đánh với ta, đừng có đánh Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt là huynh đệ của ta, chuyện của huynh ấy chính là chuyện của Phương Thế Ngọc này. Nhìn đi nhìn đi, Lôi Tiểu Hổ lại ăn hiếp người khác rồi. Rõ ràng là cha hắn ép nợ, mà còn nói Hồng Đại Thúc quỵt nợ. Có tiền là ghê gớm sao? Có tiền muốn nói gì thì nói hả? Đúng rồi, đúng rồi. Hey. Cảm giác bị cô lập ta hiểu rõ quá mà. Chỗ này đau lắm đó. Nghe người nói như vậy, ta cũng thấy cổ tội nghiệp lắm. Không, còn tội nghiệp hơn ta nữa. Lúc đó ta còn có ngươi với Thiên Đậu Đại Ngưu, nhưng mà Minh Muội thì... Thế Ngọc. Cổ thật sự chỉ có một mình, chúng ta phải tìm cho bằng được. Thế Ngọc. Ta ở đây, mọi người ở đâu? Thế hả? Sư phụ, họ ở bên kia. Tốt quá, tìm được rồi. Đi. Dạ. Minh Muội, ngươi ráng lên đi. Mọi người tới tìm chúng ta rồi, ta sẽ đưa ngươi quay về khám bệnh. Thế Ngọc có sao không? Minh Muội sao được rồi? Mọi người tới rồi. Sao vậy? Sư phụ, Minh Muội bị sốt rồi. Bị sốt hả? Mau đưa nó về nhà đi. Nhanh lên. Mau lên. Công chúa bộ hay lắm sao? Người khác không phải con người sao? Ngươi là cái thá gì, ai cũng phải chiều ngươi hết sao? Ích kỷ, tư lợi, kiêu ngạo, không tôn trọng người khác, đáng ghét. Toàn muốn mọi người dây quanh ngươi. Bệnh công chúa, đáng ghét nhất. Nữ nữ ta giúp tỷ. Minh Muội, nguy hiểm lắm, tỷ đừng có vào đây. Tỷ có trụ dẫn, ta đi kiếm người. Minh Muội,
sao tỷ ấy lại cứu mình? Đẹp trai quá đi. Ngươi vừa phải thôi, gì đâu cầm chiếc gương soi hoài à. Thái Ngọc, gương ma soi một lần, năng lượng tăng lên một lần. Biết rồi, nhưng mà hắn có chịu nghe đâu chứ. Ngược lại còn xem ta là người xấu nữa. Nói là ta đố kỵ hắn kìa. Nếu như năng lượng trong gương ma còn tiếp tục được cung cấp nạp vào, nó sẽ làm tổn thương người khác đó. Để nghĩ thử coi còn cách nào không. Hả, cái gì hả? Sao con gái hiện giờ ai cũng như vậy chứ? Hết nữ nữ xông vào, giờ tới minh muội xông vào. Nữ sinh các cô có biết tôn trọng nam sinh chúng tôi không vậy? Tôi đâu phải tới đây tìm các người, tôi tới tìm Phương Thế Ngọc thôi. Phương Thế Ngọc, Phương Thế Ngọc, nữ nữ bị mắc kẹt ở chỗ bao cát rồi, huynh mau đi cứu tỷ ấy. Gì vậy? Nữ nữ bị mắc kẹt ở chỗ đánh bao cát sao? Đi, chúng ta tới đó xem. Tiểu Hổ, chúng ta cùng tới đó giúp một tay. Kỳ lạ, sao Tiểu Hổ không trả lời mình? Tiểu Hổ, Tiểu Hổ, vẫn đẹp trai. Hả? La hét gì vậy? Làm ta hết hồn. Lúc nãy chẳng lẽ mình xảy ra ảo giác? Tiểu Hổ ở trong gương có gì đó không ổn. Phương Thế Ngọc, chân nữ nữ bị mắc kẹt bên trong rồi. Không thành vấn đề, xem ta giải quyết nè. Hơi, hơi, Thái Ngọc, giỏi quá đi. Tuyệt quá đi. Tìm Phương Thế Ngọc là quyết định đúng đắn. Nữ nữ, đi theo đệ. Chơi. Nữ nữ, theo nhịp bước của đệ tiến lên. Hay tốt quá rồi. Phương Thế Ngọc, trò ấy tiến bộ nhanh thiệt đó nha. Ta cũng cảm thấy vậy. Ta thấy Phương Thế Ngọc trò ấy khá lợi hại. Xem qua là nhớ ngay. Chúng ta chỉ đánh có một lần, trò ấy nhớ được liền. Ta thấy trò ấy cần luyện tốt võ công cơ bản. Ê, đại cước à, không ngờ là huynh có thể đưa ra ý kiến hay như vậy luôn á. Nè, huynh nói vậy là có ý gì? Đang chế giễu ta có phải không? Hả? Ê, không phải đâu. Ý của ta là trò ấy còn nhỏ như vậy đã có tài năng xuất chúng rồi. Thành tựu sau này không thể nào lường trước được đâu. Đúng vậy, sau này chúng ta là sư phụ của một tuyệt thế cao thủ. Huynh nghĩ quá nhiều rồi đó. Huynh lúc nào cũng vậy hết á. Đàng hoàng lại chút đi. Tuyệt quá đi, cuối cùng quá ải. Tuyệt quá đi. Cũng thường thôi, không giỏi bằng mình. Sớm muộn gì ta cũng hơn tỷ. Lại đây. Hai cô nương làm ơn đi, hai người làm lành đi mà. Hai người cứ như vậy khiến ta khó xử lắm. Các sư phụ cũng rất lo cho hai người ai cũng có sở trường của mình. Nữ nữ, y thuật của tỷ không ai sánh bằng, tỷ lợi hại hơn tất cả mọi người, tại sao nhất định phải vượt qua minh muội chứ? Việc ta muốn vượt qua liên quan gì tới đệ? Đúng vậy, tỷ ấy muốn vượt qua ta liên quan gì đến đệ? Nhiều chuyện thiệt đó. Thuốc của tỷ đắng lắm, nhưng mà ta uống một hơi hết sạch luôn. Hay trời, sao một lần uống hết trơn vậy? Vậy ta phải đi nấu lại, trưa nay phải uống thêm một lần nữa. Còn phải uống nữa hả? Tất nhiên rồi, uống thuốc không được dừng. Con gái đúng là khó hiểu quá, mai mốt không nên nhiều chuyện nữa. Không không à, ta thấy những đứa nhỏ đó không cần chúng ta phải lo đâu ha. Thì tất nhiên rồi, tụi nhỏ đều thông qua khảo thí của võ viện, chúng tất nhiên là có thế mạnh của chúng chứ. Không thể nào phủ nhận, chúng so với ta năm xưa đúng là thông minh hơn. Vậy thì tất nhiên rồi, tụi nhỏ chắc chắn thông minh hơn huynh. Nếu đem đi so với ta thì còn kém rất là xa đó. Xạo quá trời. Nữ nữ tỷ tỷ, minh muội đã uống hết thuốc rồi. Tỷ biết rồi, giờ tỷ hoàn toàn yên tâm rồi. Minh muội, tỷ tính làm gì vậy? Thế nào, tỷ muốn tỷ thi tiếp phải không? Được thôi, tiếp tục tỷ thi.
ta nhất định tự mình lấy lại được. Ta chờ tỷ lấy lại. Hai người đã làm lành rồi hả? Ừ. Xin lỗi, ta không nên nói tỷ có bệnh công chúa. Không sao hết, ta cũng biết mà. Từ nhỏ ta đã được người hầu hạ, quần áo cũng không phải tự mình mặc. Wow, thì ra tỷ giống như công chúa thiệt mà. Đúng vậy, ta có cuộc sống giống như công chúa thật đó. Nhưng ta không thấy vui chút nào. Bọn họ đều là nô tài, bởi vậy không ai dám nói chuyện với ta. Mặc dù ngày nào cũng có rất nhiều người ở bên cạnh ta, nhưng mà một người để bầu bạn tâm sự cũng không có. Có nhiều lúc ta cảm thấy có một người để cãi nhau với mình cũng tốt nữa. Yên tâm, ta nhất định cùng tỷ cãi nhau cho vui mà. Tốt quá đi. Hai người đã làm lành rồi, tốt quá đi. Tuyệt đối đừng nghĩ là ta đang khoe khoang hay khoe của. Ta thật lòng rất muốn tặng quà cho hai người. Chỉ là ta được hầu hạ từ nhỏ, bởi vậy không biết việc may giá. Nếu ta biết, ta nhất định sẽ tự làm để tặng hai người. Xin hai người nhất định phải nhận quà của ta, được không? Đây là khăn tay ta tự thêu nè. Đây, đây là con búp bê muội thích nhất nè. Tặng mỗi người một cây trăm. Đẹp quá đi. Cây trăm đẹp quá ha. Đứa nhỏ đó là đệ tử của võ viện Thiếu Lâm. Thiếu Lâm canh phòng nghiêm ngặt, mình không vào trong được. Coi bộ phải tìm mấy người kia giúp đỡ. Đạo trưởng, cơm sáng đã chuẩn bị xong rồi. Không cần đâu, bần đạo có việc quan trọng phải làm. Yêu đạo này vào lúc mặt Bá Thiên Bế Quan, hắn tính đi đâu vậy chứ? Lục phó tướng, có việc gì? Chắc chắn ngài đang tìm đạo trưởng Không Hư Tử có đúng không? Đúng vậy. Đạo trưởng vào lúc sáng cả cơm sáng cũng không ăn, ngài ấy đã vội vã hấp tấp rời đi khỏi đây rồi. Mới sáng sớm hắn đã bỏ đi đâu? Gần đây đạo trưởng có vẻ kỳ lạ. Ngài ấy thường nói mấy thứ gì như thần thú gì đó. Thần thú à? Tướng quân đang bế quan, Không Hư Tử chẳng lẽ hắn có việc gì đó giấu giếm tướng quân? Ngươi đi bám theo Không Hư Tử. Dạ. Nhớ kỹ, không được để hắn phát hiện, coi thử hắn đang giở trò gì. Dạ. Về việc này phải nói cho tướng quân biết mới được. Đã được một thời gian, tướng quân sắp xuất quan rồi. Muốn lấy được Bia Đạt Ma, nhất định phải thắng được thần thú. Tại sao tổ tiên năm xưa khi mặc bộ giáp này lên người chiến thắng được thần thú chứ? Chiến giáp ơi chiến giáp, rốt cuộc ngươi có quyền cơ gì? Hôm nay mình phải mặc bộ áo giáp này lên thử lại lần nữa. Đây là hang ổ của đệ tử cái bang. Hắn tới đây làm gì chứ? Ừ.
có mang tiền tới không? Người ta kêu hai ngươi tìm, đã tìm được chưa? Ông nói Độc Hạt Tử và Hắc Mai Khôi hả? Không Hư Tử tìm Độc Hạt Tử và Hắc Mai Khôi để làm gì chứ? Đúng vậy, chính là hai người họ. Đưa tiền trước. Gần đây họ ở vùng này gây án, nghe nói sắp có một phi vụ lớn. Nơi lẩn trốn của hai người họ cách đây khoảng 30 dặm đó. Của ta. Thần thú, ta nhất định chinh phục được người. Thần thú. Chúc mừng tướng quân đã hoàn toàn bình phục. Mau kêu Không Hư Tử tới đây. Hôm nay bổn tướng quân phải đi tái chiến một trận. Khởi bẩm tướng quân, thuộc hạ gần đây thấy đạo trưởng Không Hư Tử có gì đó hơi kỳ lạ. Cái gì? Đạo trưởng Không Hư Tử lúc sáng sớm hôm nay vội vã đi ra ngoài, thuộc hạ có cho người bám theo ngài ấy. Muốn kiếm được một người trung thành với mình quả thật rất khó. Không biết trong lòng họ có tính toán âm mưu gì. Tướng quân, Không Hư Tử nói cần tìm thiếu niên Thiên Mệnh, cứ tìm mãi nhưng mà không thấy đâu. Hay là thuộc hạ sẽ phái người của mình đi tìm? Khoan đã, Không Hư Tử hắn biết yêu pháp. Ngoài ra bổn tướng quân có hứa với hắn, việc này ta sẽ giao cho hắn toàn quyền giải quyết. Hắn muốn trả thù cho sư đệ, hắn chắc chắn không tha cho Phương Thế Ngọc và Lôi Tiểu Hổ. Ta thấy hắn sẽ dùng yêu pháp. Chúc mừng tướng quân đã bình phục xuất quan. Người này là ai? Khởi bẩm tướng quân, người này do thuộc hạ phái đi, bám theo đạo trưởng Không Hư Tử. Nói, đạo trưởng Không Hư Tử đã đi đâu? Khởi bẩm tướng quân, thuộc hạ bám sát đi theo sau đạo trưởng tới một căn nhà quan ở ngoài thành. Thuộc hạ phát hiện bên trong là hang ổ của đệ tử cái bang. Lúc đó đạo trưởng hỏi mua tin tức từ những đệ tử cái bang đó. Ngài ấy muốn biết Độc Hạt Tử Độc và Hắc Mai Khôi. Đạo trưởng còn nói, mau nói, cái gì thần thú nhất định phải thuộc về ngài ấy. Thần thú à? Dạ phải. Gần đây thuộc hạ thường nghe đạo trưởng hay nhắc tới thần thú gì đó. Không Hư Tử, ngươi đang giấu ta việc gì đây? Thần thú? Không Hư Tử dỗi tìm kiếm, chẳng lẽ hắn đã tìm được một con thần thú? Hiện giờ Không Hư Tử đang ở đâu? Bây giờ ngài ấy đang trên đường để quay về chỗ của chúng ta. Đi. Nếu như Mạc Bá Thiên nghi ngờ Không Hư Tử, biết đâu chừng trừ khử được yêu đạo, khiến bọn chúng nội loạn. Bần đạo chúc mừng tướng quân xuất quan. Đạo trưởng, nghe nói gần đây ngài rất bận, có cần bổn tướng giúp gì không? Chẳng lẽ tướng quân đã biết chuyện? Đa tạ tướng quân quan tâm. Đó chỉ là một số việc nhỏ nhặt, sao dám làm phiền tướng quân chứ? Vậy thì việc đó tiến hành tới đâu rồi? Tướng quân hỏi về thiếu niên Thiên Mệnh. Tướng quân hãy yên tâm, hiện đang trong quá trình tìm kiếm. Bần đạo nhất định cho bọn chúng sống không bằng chết. Vậy ý của Không Hư đạo trưởng là để nhóm người Lôi Tiểu Hổ và Phương Thế Ngọc rơi vào chỗ chết, ngoài ra để bọn nhỏ đó sống không bằng chết? Rốt cuộc Mạc Bá Thiên kêu Không Hư Tử đi làm việc gì? Tướng quân, hôm nay ngài mặc bộ giáp này lên người đúng là hoài phòng quá. Không biết là tướng quân, ngài mặc bộ giáp này tính đi đâu vậy? Bổn tướng quân hôm nay mặc bộ giáp thánh giáp của tổ tiên, hy vọng là được tổ tiên phù hộ, đánh thắng thần thú. Tướng quân, ngài tính tái chiến Bi Đạt Ma sao? Không sai. Tướng quân,
không biết có thể cho bần đạo đi cùng với ngài. Bần đạo muốn đứng bên cạnh ngài quan sát thần thú, biết đâu giúp được tướng quân tìm ra cách phá giải nó. Đạo trưởng muốn đi cùng ta, được vậy quá tốt. Mau kêu Đôn Hoàng Thất Sát cùng bổn tướng quân tái chiến với thần thú. Dạ. Vị trí của bia đặt ba bị tiết lộ, Mặt Bá Thiên luôn muốn chiếm lấy. Lỡ như không may bị hắn bắt được sẽ rắc rối to. Rốt cuộc làm sao để chiến thắng được thần thú đây? Tướng quân, Điệu Hổ Ly Sơn thế nào? Điệu Hổ Ly Sơn. Kế này hay đó. Tướng quân lại tái chiến thần thú, vết thương của mình còn chưa lành. Xem như chúng ta xui xẻo. Thần thú đâu phải hạng vừa, cho dù chúng ta có võ công cao cường cũng chỉ là người phàm, làm sao thắng được thần thú đây? Tướng quân muốn lấy được bia đạt mà liều cả mạng tái chiến. Nhưng mà chúng ta không muốn chết. Tổ tiên, hãy cho con thần lực giúp con lấy được bia đạt ma, để con luyện thành tuyệt thế võ công. Đôn Hoàng Thất Sát, vụ thần thú rời khỏi. Dạ. Giáng trận. Phải báo cho Thiếu Lâm biết ngay. Tướng quân, kế sách đã thành công. Thất Sát đã dụ được thần thú rời khỏi. Cơ hội đã tới rồi. Hả? Hả? Những đứa nhỏ này từ đâu tới vậy? Người bảo vệ bia thần. Tốt quá. Lại là ngươi. Ngươi không phải người trời định. Ta khuyên ngươi mau hạ đầu đao, lập địa thành Phật. Chỉ với vài người các ngươi sao? Thánh Quan Đạt Ma. Tướng quân, sao biến mất rồi? Sao lại như vậy chứ? Thật là không ngờ, bia đạt ma còn có người bảo vệ. Coi bộ thời cơ chưa tới, bia đạt ma này không thể cướp được. Nói, khi nào mới là thời cơ? Muốn lấy được bia đạt ma phải có thiếu niên thiên mệnh. Chỉ có thiếu niên thiên mệnh mới có thể tới sát bia đạt ma, cũng như mở nó ra. Sau khi mở bia đạt ma ra, tướng quân ngài có thể từ tay hắn cướp lấy bia đạt ma. Thiếu niên thiên mệnh này chính là chìa khóa mở bia đạt ma. Chìa khóa? Thiếu niên thiên mệnh? Rốt cuộc ai mới là thiếu niên thiên mệnh đây? Mau dìu tướng quân đi về. Tướng quân à, mau lên đi. Mau tướng quân. Võ công của Mạc Bá Thiên quả thật cao thâm, may mà hôm nay có hắn giúp mình dò la trước. Ngược lại là mình có thể đã chết ngay tại nơi này rồi. Phương Thế Ngọc, Lôi Tiểu Hổ, rốt cuộc ai mới là thiếu niên thiên mệnh? Nếu họ thật sự là thiếu niên thiên mệnh thì vậy thì mình không thể giết bọn chúng trả thù cho sư đệ rồi. Để bia thần ở đây quả thật quá nguy hiểm. Tuy là phương trưởng từng nói bia thần được thần thú canh giữ, nhưng yêu pháp của tên yêu đạo đó quả thật không thể xem thường. Mình phải tìm mọi cách để dời bia thần đi chỗ khác. Bia thần, tôi không có ý muốn cướp, chỉ vì muốn bảo vệ ngươi, đắc tội. Không chút lay động.
người phàm chúng ta muốn di dời bia thần không thể nào thực hiện được. Lúc bia thần muốn đi, ngài sẽ tự động rời khỏi. Đúng là bia thần không muốn đi, người phàm không ai di dời được nó rồi. Thôi được, bia thần, Mạc Bá Thiên nhất định không chịu để yên đâu, ngài hãy cẩn thận. Mạc Bá Thiên, hắn nhất định muốn tìm được thiếu niên Thiên Mệnh, giúp hắn mở bia thần ra. Việc này mình phải nói cho phương trưởng biết ngay, để cho ngài ấy còn sắp xếp bảo vệ tụi nhỏ. Hiếm khi được lười biếng một chút ha. Hôm qua tụi nhỏ dùng hết sức mình giải cứu Nũ Nũ, hôm nay chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt. Các cô gái tốt thật, hôm nay được nghỉ ngơi. Vì hôm qua các cô gái bị bệnh nên hôm nay ở trong phòng. Giờ họ hết bệnh rồi vẫn được nghỉ ngơi, đúng là họ tốt quá đi. Họ nên ra ngoài hít thở không khí trong lành. Ngủ hết cả buổi sáng rồi. Muốn được đi ngủ quá. Mình thật sự không theo kịp mọi người nữa rồi. Giả lại chúng ta sẽ phải học sang môn khác rồi. Không sao, có mình ở đây. Tối nay đa tạ Thái Ngọc. Tiểu Yến Tử cơ thể nhẹ nhàng, sức bật dậy rất tốt đó nha. Tiểu Yến Tử học khinh công sẽ rất tuyệt. Phải ghi lại, phải ghi lại. Học khinh công. Có làm sao, ta cũng là người đẹp trai nhất. Đừng có soi gương nữa, Lôi Tiểu Hổ. Ăn no không có việc làm đúng không? Hết đất 100 cái. Hả? Sư phụ, hai thầy đang viết cái gì vậy? Thiên cơ không thể tiết lộ được. Mau trở về chỗ luyện tiếp đi. Khi nào thời cơ tới, tự nhiên trò sẽ biết thôi. Việc gì vậy? Sao mà thần bí quá? Trời ơi, đại cứu sư phụ, thầy là người tốt nhất, hiền lành nhất, luôn chăm sóc cho tụi con mà. Huynh xem đi. Ta luôn được học trò yêu mến, luôn được học trò yêu thích. Đại cước à, huynh nghĩ quá nhiều rồi. Trời ơi, đại cước sư phụ à, thầy hãy nói cho con biết đi. Con bảo đảm không có tiết lộ ra ngoài. Được. Thật ra là ta muốn tập trung vào mỗi một học trò. Phương Thế Ngạo, cho còn nhỏ tuổi như vậy, miệng lưỡi ngọt quá đó. Ê, vỗ ngon vỗ ngọt ta. Muốn từ chỗ ta dò la tin tức. Phương Thế Ngọc, trò thật sự muốn biết phải không? Muốn biết lắm. Không nói cho trò biết, mau đi luyện tập. Quỳnh đó, đừng có xem thường những con cậu nhỏ này nữa. Đứa nào cũng tinh ranh lắm. Phương Thế Ngọc, nó là đứa tinh ranh nhất luôn đó. Tướng quân, ngài cẩn thận. Thứ cho thuộc hạ vô dụng, khiến cho tướng quân bị thương. Các ngươi lùi xuống hết đi. Dạ. Đạo trưởng, tướng quân cần dưỡng thương, mời ngài quay trở về. Đạo trưởng khoan đi đã. Thiếu niên Thiên Mệnh chính là chìa khóa. Phương Thế Ngọc và Lôi Tiểu Hổ, ngài không được giết hai người đó. Tướng quân, bần đạo đã rõ. Về việc thiếu niên Thiên Mệnh, bần đạo lại có được một số manh mối mới. Khi nào tướng quân bình phục lại, bần đạo nhất định vì tướng quân tìm được thiếu niên Thiên Mệnh thực thụ. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Được,
Mạc Bá Thiên đã biết được việc thiếu niên thiên mệnh liên quan tới bia đặt mà. Khi nào hắn bình phục, nhất định ép mình tìm ra được thiếu niên thiên mệnh, giúp hắn đoạt được bia đặt mà. Không được để việc của mình bị làm hỏng. Coi bộ mình phải mau chóng hành động trước khi hắn hồi phục, ra tay trước chinh phục thần thú. Cái tên Lôi Tiểu Hổ là Nam Nhi, sao mà hắn thích soi gương còn hơn con gái vậy? Rảnh quá mà. Cái gương đó đặc biệt cho ra hình ảnh rõ hơn gương đồng nhiều. Gương Tây Dương hả? Chứ mình còn nghĩ là đồ tốt gì. Hai ngày nào cũng phải tập, chỉ khi nào học môn này mới được nghỉ ngơi. Không phải các sư thầy đã nói rồi sao? Trong lúc học võ nghệ còn phải tu tâm dưỡng tâm. Ai ta thấy các thầy cũng muốn lười biếng một chút. Tâm của Động Khiêm Tân rất định, và còn có tính nhẫn nại nữa. Tu tâm của trò ấy rất giỏi. Đúng là Động Khiêm Tân là người bình tĩnh nhất. Trò ấy thích hợp tu luyện nội tâm. Ừ, có khi nào xem biểu hiện của chúng ta. Vậy chúng ta không được lười biếng chơi cờ. Khắc Nhi, ta thật không ngờ huynh biết chơi cờ. Không phải huynh kêu ta chơi cờ, cho tới bây giờ ta vẫn chưa biết chơi luôn. Lúc chơi cờ được trò chuyện với nhau, ngồi một chỗ yên lặng sẽ buồn lắm. Uống chén trà mát đi. Loại nước trà này không tiện mang đi, chẳng tiện chút nào hết trơn. Phải tiện để mang đi, vừa đi vừa uống được. Có rồi. Để đệ, việc trèo cây để đệ làm. Đệ leo cây giỏi nhất. Được, đa tạ. Khắc Nhi cẩn thận nha. Đúng đó, huynh chú ý cẩn thận nha. Khắc Nhi, huynh phải cẩn thận đó. Khắc Nhi, không ngờ đệ giỏi leo trèo như vậy. Đây. Trò Hồ Khất Nhi thân thủ lanh lẹ, tứ chi linh hoạt nhẹ nhàng, lực nắm của tay đủ mạnh. Các ngón tay của trò ấy thật sự rất khỏe. Ở đó nhìn cái gì? Đúng đúng đúng, nói rất là đúng đó. Ngươi biết nói chuyện hả? Ngươi đừng có sợ ta, ta chính là ngươi. Chiếc gương cha ngươi mang tới là một báu vật đó. Báu vật? Tuyệt quá đi. Thì ra là gương báu vật. Là báu vật. Báu vật.